giả vờ giúp đỡ người khác rồi móc luôn ví tiền của người gặp nạn. Toàn bộ vụ việc ở Thành phố Hồ Chí Minh được camera an ninh ghi lại. Tên đạo chích móc ví tiền của nạn nhân, nhét vào túi quần rồi lên xe máy và rời đi. Trước đó, vụ tai nạn gần cầu Bến Lội trên đường liên ấp 123, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh vào chiều hôm qua khiến một người đàn ông bị thương. Camera an ninh ghi lại nạn nhân được người dân đưa lên xe máy chở đi cấp cứu. Lúc này tên đạo chích chạy xe máy ngang qua đứng quan sát, sau đó chạy theo xe máy chở nạn nhân đến phòng khám đa khoa trên đường Tây Lân. Camera an ninh tại phòng khám ghi lại khi nạn nhân được đưa xuống xe thì tên đạo chích cũng chạy theo. Khi tới phòng khám, y giả vờ hỗ trợ bế nạn nhân xuống rồi nhanh tay rút lấy ví tiền trong túi của nạn nhân, lên xe rời đi. Theo nạn nhân thì trong ví có 6,5 triệu đồng tiền mặt, 2 thẻ ATM cùng nhiều giấy tờ tùy thân.